sách Việt Rách, tủ sách bài tập cuối tuần, sách ôn tập các lớp 1, 2, 3, 4 và 5, tuyển tập đề thi giữa cuối học kỳ 1, học kỳ 2. Truy cập ngay shopee.vn/vietjachofficialstore. Xin chào các bạn học sinh thân mến, chào mừng các em đã đến với trang vietjach.com. Trong bài học ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau đi trả lời các câu hỏi trong nội dung bài 2 Một ngày ở D3 thuộc chủ đề 4 Cộng đồng gắn bó, nằm trong cuốn sách Tiếng Việt Năm Chân trời sáng tạo. Đầu tiên, chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần khởi động. Câu hỏi trong phần khởi động của chúng ta như sau: giới thiệu về một trung tâm hoặc một nhà văn hóa dành cho thiếu nhi mà em biết. Ở đây các bạn có thể tham khảo cách làm của cô giáo như sau nhé. Teeny World là một trong những khu vui chơi được em yêu thích nhất, với bốn bạn nhỏ Juno, Pika, Terra, Kilo chơi đùa thỏa thích. Đầu tiên, đó là khu trò chơi vận động mang tên Juno. Đây là bạn nhỏ đại diện cho sức mạnh của cơ bắp, ưa thích vận động, mạo hiểm và thử thách. Khu hồ bóng rất rộng với những trái banh xanh đỏ hấp dẫn. Từ trên cao có thể trượt xuống bằng cầu tụt dốc, hay gọi là trò chơi ném bóng trên màn hình. Tiếp đến là bạn nhỏ Bika, đại diện cho trò chơi mỹ thuật và hướng nghiệp rất vui. Bika luôn sáng tạo với nhiều màu sắc và hình thù ngộ nghĩnh. Trong tất cả các trò chơi tại Teeny World, em thích nhất góc không gian sáng tạo vẽ tranh và nặn tượng, bởi nó giúp em khám phá ra chính khả năng của mình. Nếu sau này có trở thành một họa sĩ, em sẽ cảm ơn Pika vì đã giúp em có một tuổi thơ nhiều mơ ước tại nơi này. Khu vực mang tên bạn Terra chính là khu để chúng em vừa chơi vừa học tập, hòa mình với những trò chơi như làm bác sĩ, kỹ sư, hóa trang. Khu này cũng là nơi tập trung nhiều bé và các cha mẹ yêu thích nhất, bởi các bé sẽ được ba mẹ chụp hình, lưu lại những tấm hình đẹp. Còn đến với khu Kilo, chúng em được ăn uống, nắm năng lượng thỏa ga sau những giờ vui chơi thú vị. Bạn Kilo nhìn mập, tròn tròn đáng yêu, vui tính, đang cầm quả chuối. Ở khu Kilo, em thích nhất món ăn bắp rang bơ và xúc xích nướng, vì ở tại đây, mùi thơm nức làm em không thể chối từ. Tiếp theo, chúng mình sẽ cùng nhau đi đến phần đọc văn bản với bài đọc Một ngày ở D3, trang 121 và 122. Câu hỏi thứ nhất, đầu tiên, trước khi đi vào trả lời các câu hỏi thì các bạn cần phải xác định nội dung chính của văn bản này. Thì nội dung chính của văn bản Một ngày ở D3 đó là văn bản đề cập đến vẻ đẹp và sự thay đổi cảnh vật ở D3 trong một ngày, đồng thời miêu tả cuộc sống sinh hoạt của người dân ở D3. Tiếp theo, các bạn sẽ cùng nhau đi vào trả lời câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, đỉnh D3 vào sáng sớm được so sánh với sự vật nào, vì sao? Ở đây, đỉnh D3 vào sáng sớm được so sánh với một hòn đảo, vì sáng sớm sương phủ dày như nước biển. Câu 2, tác giả dùng những từ ngữ hình ảnh nào để tả sự thay đổi của sương và nắng vào các buổi trong ngày? Ở đây, buổi sáng sương phủ dày như nước biển, sương tan dần, sương lượn lờ dưới các chân núi như những dải lụa. Buổi trưa, nắng to nhưng không gay gắt. Buổi chiều D, nắng nhạt dần, làm sáng lên những cụm bông lau trong gió. Trên những bắp ngô, mớ dâu non trắng như cước, sương lam bò nhẹ trên các sườn núi, mặt trời gác bóng, những tia nắng hắt lên các vòng cây. Câu hỏi thứ 3, cuộc sống sinh hoạt của những người dân ở D3 vào mỗi buổi trong ngày được diễn ra như thế nào? Khi đọc văn bản, các bạn thấy này, vào buổi sáng thì thanh niên ra rừng gõ bẫy gà bẫy chim, phụ nữ thì quây quần giặt rũ bên những giếng nước mới đào, các em nhỏ thì nô đùa vui trước cửa nhà sàn, các cụ già trong làng thì chụm đầu bên những chén rượu cần, các bà các chị sửa soạn khung cửi để dệt vải. Đến buổi trưa thì buổi trưa trong làng thường vắng, đồng bào đi làm ruộng làm rẫy tập thể đến chiều mới về. Buổi chiều, đồng bào đi làm ruộng, làm rẫy. Buổi tối thì ở làng thật là vui, lớp thanh niên ca hát và nhảy múa. Tiếng chiêng, tiếng cồng, tiếng đàn tơ rưng, dìu dặt vang lên.
Câu hỏi thứ tư, nêu cảm nhận của em về cuộc sống sinh hoạt của người dân ở D3. Ở đây, cuộc sống sinh hoạt của người dân ở D3 rất là sôi động và vô cùng náo nhiệt. Tiếp theo, chúng mình sẽ cùng nhau đến phần nói và nghe, trao đổi ý kiến với người thân, chung tay về cộng đồng trang 122-123. Ở đây, các bạn sẽ đọc đoạn trao đổi của bạn Dũng với bố mẹ và trả lời câu hỏi. Bạn Dũng hỏi bố mẹ như sau: Bố mẹ ơi, trường con tổ chức một số hoạt động thiện nguyện chủ đề thắp sáng ước mơ, bố mẹ cho con tham gia được không ạ? Bố mẹ không phản đối, nhưng con cần suy nghĩ kỹ, nếu tham gia hoạt động này, con phải cắt giảm thời gian của các hoạt động khác. Ở đây chúng ta thấy này, bạn Dũng xin bố mẹ làm gì và bố mẹ đã trả lời ra sao? Thì các bạn, y như là cô vừa mới trình bày đấy, bạn Dũng xin bố mẹ tham gia một số cái hoạt động thiện nguyện trong chủ đề thắp sáng ước mơ, và bố mẹ đã nói là con cần phải cân nhắc, vì khi mà tham gia hoạt động này thì Dũng sẽ cần phải cắt bớt thời gian tham gia những hoạt động khác để có thể đảm bảo được cái giờ giấc học tập cũng như là sinh hoạt hàng ngày. Câu hỏi thứ hai, cùng bạn đóng vai thực hiện tiếp cuộc trao đổi để thuyết phục bố mẹ đồng ý tham gia cái buổi thiện nguyện này. Thì ở đây các bạn có thể cùng tham gia đóng vai này, gợi ý cho bố mẹ như là con sẽ sắp xếp được các công việc học tập này, hay là con sẽ đảm bảo được cái việc là cân nhắc giữa các câu lạc bộ hay các cái hoạt động với một cái thời gian thật là hợp lý. Tiếp theo, chúng mình sẽ cùng nhau đi đến phần viết, luyện tập tìm ý, lập dàn ý cho bài văn kể chuyện sáng tạo. Tiếp theo, ở trang 123-124, chúng ta sẽ có đề bài như sau: viết bài văn kể lại một câu chuyện đã đọc, đã nghe mà em thích bằng lời của một nhân vật trong câu chuyện đó. Câu hỏi thứ nhất, nhớ lại một câu chuyện đã đọc, đã nghe mà em thích. Xem là đó là câu chuyện nào, câu chuyện đó có những nhân vật nào, ghi tóm tắt các sự việc của câu chuyện. Ở đây ví dụ như là câu chuyện mà em yêu thích là Sự tích cây Thì Là. Câu chuyện đó thì có các nhân vật, đó là Thì Là này, ông trời và các nhân vật khác. Và trong câu chuyện thì chúng ta có tất cả 4 sự việc. Sự việc thứ nhất là trời tập hợp các loài lại để ban cho các loài một cái tên, và các loài cây thì đều đến rất là sớm. Sự việc hai là các loài cây đều đã được đặt tên, đến cuối ngày thì trời đã mệt, Thì Là mới vội vàng chạy đến và thở hổn hển. Sự việc ba đó là cảm động trước lòng hiếu thảo của cây nên trời không trách phạt, nhưng lúc này thì trời chưa nghĩ ra được tên gì hay, ông ngập ngừng và nói là tên của con thì là Thì Là. Sự việc bốn là nó vội vàng cảm ơn trời rồi chạy về nhà khoe với bà của mình, từ đó muôn loài gọi nó là cây Thì Là. Câu hỏi thứ hai, các bạn sẽ chia sẻ với bạn xem là em chọn kể lại câu chuyện bằng lời của nhân vật nào, khi kể lại bằng lời của nhân vật đó thì em sẽ xưng hô ra sao, em cần chú ý điều gì khi kể lại câu chuyện bằng lời của nhân vật đó. Các bạn xem làm việc cái mình đặt mình vào vai nhân vật để thể hiện lời nói, ý nghĩ, hành động phù hợp với sự việc chưa, và đặt mình vào vai nhân vật để bày tỏ tình cảm, cảm xúc với các cái nhân vật mà mình đang. Tiếp theo nhé, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cái phần trả lời. Thì tương ứng với cái bài là cây Sự tích cây Thì Là, thì em sẽ chọn kể lại câu chuyện bằng lời của nhân vật Thì Là. Khi kể lại câu chuyện thì em sẽ xưng là tôi, và em sẽ đặt mình vào nhân vật để thể hiện cái lời nói này, ý nghĩ hành động thật là phù hợp với sự việc. Và em sẽ đặt mình vào vai nhân vật để bày tỏ cái tình cảm, cảm xúc của mình về cái sự việc đó như thế nào. Câu hỏi thứ ba là dựa vào bài tập 1 và bài tập 2 thì các bạn sẽ lập dàn ý cho bài văn này. Thì ở đây các bạn có thể tham khảo cái cách lập dàn ý này, và chúng ta sẽ có cái bài làm cụ thể và chi tiết như sau. Tôi là Thì Là, tôi muốn kể cho các bạn nghe về sự tích cái tên rất thú vị của mình. Ngày xưa, các loài cây đều chưa có tên. Một hôm, trời tập hợp chúng lại để ban cho mỗi loài một cái tên. Các loài cây đều đến rất sớm.
Ai cũng hớn hở, mong chờ được trời đặt cho một cái tên thật đẹp. Mỗi loài cây đều diện bộ trang phục xinh đẹp nhất và khoe điểm nổi bật nhất của mình. Cây có hương thơm dịu, được trời đặt tên là lan. Cây có điệu múa nhịp nhàng, được đặt tên là tóc tiên. Loài cây có dáng đứng hiên ngang, được gọi tên là thông. Các loại rau cũng có mặt đông đủ để xin trời những cái tên thật đẹp, như quế, tía tô, húng. Đến cuối ngày, khi trời đã về, tôi mới vội vã chạy đến. Tôi thở hổn hển, lòng dạo dực và nói: con xin lỗi, vì bận chăm sóc bà bị bệnh nên con đã đến muộn. Xin trời hãy thương tình đặt cho con một cái tên. Thấy tôi run sợ nên trời không những không trách phạt mà còn thương vô cùng. Ông suy nghĩ mãi rồi mới ngập ngừng: tên của con thì là tôi nghe vậy mừng quá hét toáng lên: tôi có tên rồi, tên của tôi là. Tôi vội vàng cảm ơn trời rồi chạy về nhà khoe với bà của mình. Bà khen tôi con có một cái tên thật đặc biệt, muôn loài đều rất yêu thích tên của tôi. Từ đó muôn loài gọi tôi là cây thì là. Qua câu chuyện, em thấy thì là rất hiếu thảo, trong khi mọi loài cây đều tranh thủ nhanh chân đến gặp ông trời để xin được đặt những cái tên thật đẹp do bà. Còn do bà của thì là bị ốm nên bà đã tận tình chăm sóc bà. Chính lòng hiếu thảo của em đã làm cho ông trời cảm động và luôn yêu mến cây thì là. Cuối cùng chúng mình sẽ đi đến phần vận dụng. Câu hỏi trong phần vận dụng đó là kể tên và nêu ý nghĩa của 1 đến 2 hoạt động cộng đồng ở nơi em sống, ví dụ như là sinh hoạt hè hay là tổng vệ sinh khu phố. Ở đây các bạn thấy là hoạt động tổng vệ sinh khu phố của chúng ta thì có ý nghĩa là làm sạch đường phố này, môi trường xung quanh, bảo vệ môi trường sống và mang lại một cái không gian xanh, sạch, đẹp cho tất cả mọi người. Như vậy vừa rồi cô giáo đã hướng dẫn các bạn trả lời các câu hỏi trong nội dung bài 2 Một ngày ở D3. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo cùng cô giáo nhé. Khóa học Việt Sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.